Này em Thảo liên tiếp cho các bác một số mẫu đồng hồ bãi hãng nhé, vẫn còn hộp nhé. Mẫu đầu tiên là mẫu số 149 có giá là 4.200.000. Burberry này. Hộp zin của nó. Đồng hồ nam nhé các bác nhé. Của Swiss này. Săn mặt 35 ạ. Hộp bằng da nhé các bác nhé. Một số 149 có giá là 4.200.000. Tiếp đến là số 150 có giá là 3.900.000 ạ. Một chiếc đồng hồ cơ nhé. Mặt làm kiểu như kiểu la bàn này. Size mặt 42 ạ. Số 150 có giá là 3.900.000. Tiếp đến là số 151 này. Một chiếc đồng hồ dây da Valentino này. Có giá là 2.500.000 nhé. Size mặt 35. Còn phiếu đấy của Nhật đây. Phiếu toàn chữ Nhật đây, em cũng chả biết chữ gì, tiếng gì luôn. Còn hộp zin của nó. Tiếp đến là số 152 này. Có giá là 3.800.000 nhé. Dây nhập silicone này. Size mặt 39 ạ. Đây phiếu của nó đây ạ. Sweet đây. Tiếp đến số 153 có giá là 2.900.000 này. Vẫn còn phiếu. Chiếc đồng hồ nam mặt cam này.
của Nhật nhé các bác nhé. Size mặt 40 ạ. Số 154 có giá là 3,7 triệu nhé. Một chiếc đồng hồ Citizen này, chạy pin, kiểu dáng thể thao ạ. Size mặt 44. Vẫn còn phiếu bảo hành, phiếu tem của nó nhé. Tiếp đến nằm số 155, một chiếc đồng hồ của nữ có giá là 1,8 triệu. Dây ban này. Size mặt 25. Con hộp của nó như thế này. Tiếp đến là một chiếc đồng hồ nam số 156 có giá là 3,8 triệu. Còn chưa bóc tem mà đít luôn. Size mặt 40. 39 ạ, size mặt 39. Phiếu không bác này. Tiếp đến là một chiếc Hart Johnson số 157 có giá là 3,8 triệu. Size mặt 42. Số 159 có giá là 3,8 triệu. Hãng size mặt 39 ạ. Chiếc đồng hồ dây da của hãng. Tiếp là một em của Casio này. Chạy pin. Size mặt 38 ạ. Có giá là 1,9 triệu nha các bác nhá. Vẫn còn hộp ạ. Số 159 nhá. Casio có giá là 1,9 triệu.
Bác nào mua hàng liên hệ em Thảo 0822 28 1999. Em xin cảm ơn ạ.